Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nghe báo cáo triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại thành phố Đà Lạt. Một theo dòng thời sự giải quyết bài toán đầu đổ xe ở Đà Lạt. Hệ lụy từ lao động chui tại Hàn Quốc. Công nghệ mới cảnh báo sớm bệnh đau tim. Xã Đạt Quyên, huyện Đức Trọng, cán đích nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến viếng đồng chí Đỗ Mười tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức tại Hội trường Thống nhất. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt dẫn đầu đã vào viếng và dâng vòng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trong niềm xúc động sâu sắc, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta, nhà lãnh đạo luôn gần gũi sâu sắc với nhân dân và cơ sở, và nguyện hứa sẽ cùng chung sức chung lòng thực hiện di nguyện của đồng chí Đỗ Mười, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc hơn. Chiều hôm qua ngày 5 tháng 10, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi họp để nghe báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 năm 2018 tại thành phố Đà Lạt vào tháng 12 sắp tới. Tham dự buổi họp còn có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, đã báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh về kế hoạch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại thành phố Đà Lạt. Theo đó, liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12. Trên 110 đoàn với gần 1.200 đại biểu, phóng viên, nhà báo, những người làm truyền hình trong cả nước và các cơ quan truyền thông quốc tế tham dự. Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Các sự kiện khác của liên hoan như triển lãm ảnh, một số hình ảnh của ngành truyền hình cả nước, hội thảo đầu tư và sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình, hội thảo quốc tế mạng xã hội và truyền hình sẽ diễn ra tại khách sạn Đà Lạt Palace và khách sạn Đô Bắc Đà Lạt. Để chuẩn bị cho hoạt động này, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức các công tác chuẩn bị cần thiết để phục vụ cho liên hoan, như đẩy mạnh truyền thông quảng bá sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin về các tuyến giao thông, địa điểm tổ chức liên hoan và hệ thống khách sạn, nhà hàng cho các đoàn tham dự. Tổ chức công tác tuyển chọn tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho các đoàn tham gia liên hoan. Cũng tại buổi họp, đại diện các sở ngành cũng đóng góp nhiều ý kiến để liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 được diễn ra thành công, như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quan tâm đến việc in ấn sản phẩm, nhận diện của liên hoan, tăng cường công tác quảng bá về Đà Lạt Lâm Đồng với các đoàn đại biểu, đồng thời phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra liên hoan. Kết luận buổi họp, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phục vụ cho liên hoan lần này. Tuy nhiên, để liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 được diễn ra thành công tại Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục có những buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam cùng các sở ngành liên quan để xây dựng kế hoạch tổng thể cho liên hoan, thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi, đồng thời thực hiện những tác phẩm truyền hình chất lượng cao để tham gia dự thi nhằm đóng góp vào thành công của liên hoan lần này. Sáng nay ngày 6 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2012-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, cục, ngành và gần 400 đại biểu ngành văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh thành trên cả nước đã tham dự.
Theo báo cáo, hiện cả nước có 356 cơ sở đào tạo tham gia đào tạo bồi dưỡng, trung tâm huấn luyện trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, với tổng số trên 125 ngành nghề và có khoảng 300 chuyên ngành, được đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Về công tác tuyển sinh, từ năm 2012 đến nay, quy mô tuyển sinh đào tạo của một số cơ sở đào tạo tăng trung bình từ 5 đến 10%, nhưng chủ yếu tập trung vào khối các cơ sở đào tạo lĩnh vực du lịch. Riêng về kết quả đào tạo giai đoạn 2012-2017, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đã đào tạo hàng ngàn sinh viên, học viên ở các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và tiến sĩ. Cụ thể, năm 2017, các cơ sở đào tạo tuyển sinh được 26.343 học sinh sinh viên và có 10.200 học sinh sinh viên đã tốt nghiệp. Hiện nay, đối với 12 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Đào tạo sau đại học, khối văn hóa nghệ thuật đã có 14 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 8 ngành đào tạo tiến sĩ. Khối thể dục thể thao có 2 ngành đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Đối với lĩnh vực du lịch, có 1 cơ sở đào tạo đại học đã triển khai đào tạo thạc sĩ du lịch và 2 cơ sở đào tạo thạc sĩ quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 1 cơ sở đào tạo tiến sĩ quản lý. Hầu hết học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm, đúng ngành nghề được đào tạo, làm việc được. Riêng với Lâm Đồng, trong thời gian qua, tỉnh cũng đã chú trọng đào tạo hệ thống nguồn nhân lực, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch, đến nay Lâm Đồng đã có hơn 12.000 lao động được đào tạo và có công ăn việc làm ổn định. Có khoảng 77% nguồn nhân lực đã được đào tạo chính quy, bài bản, đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở kinh doanh, đơn vị trong các lĩnh vực. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bày tỏ niềm vinh dự khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn thành phố Đà Lạt làm địa điểm tổ chức hội nghị. Mong muốn thông qua hội nghị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo giáo dục cao đẳng đại học trên cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, qua đó từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, liên kết đào tạo nguồn nhân lực đạt chất lượng cao cho tỉnh nhà và cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bà Đặng Thị Bích Liên đã đề nghị trong thời gian tới, các bộ ban ngành trung ương và địa phương ở các tỉnh thành cần tập trung đầu tư xây dựng triển khai các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời cần nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên, đảm bảo tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định đối với từng vị trí và đủ số lượng, tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục đào tạo, xây dựng công bố chuẩn đầu ra tương ứng với mỗi trình độ và theo khung trình độ của quốc gia Việt Nam. Các cơ sở đào tạo tăng cường công tác kiểm định chất lượng đào tạo, đồng thời chủ động hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực, doanh nghiệp xúc tiến thỏa thuận hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước trong thời đại hiện nay. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt vừa tổ chức hội nghị lần thứ 27 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Tốc độ tăng GDP đạt 10,4%, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60,61 triệu đô la, đạt 80,8% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý trên 904 tỷ, đạt 80% kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch đến Đà Lạt 4,8 triệu lượt, đạt 85,7% kế hoạch. Quốc phòng an ninh được giữ vững, giao quân đạt 131 trên 130 thanh niên, đạt 100,7% kế hoạch. Tồn tại chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế xã hội thời gian qua là tình trạng dạng nhãn mác nông sản Đà Lạt chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp cũng như thương mại dịch vụ tại địa phương. Số vụ vi phạm trật tự xây dựng tăng 111 vụ so với cùng kỳ. Trong 3 tháng cuối năm, các ngành các cấp và các địa phương của thành phố Đà Lạt tiếp tục thực hiện có hiệu quả nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao, xử lý dứt điểm tình trạng làm giả nông sản Đà Lạt, tập trung đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng cường quản lý đô thị, chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn, tăng cường quản lý bảo vệ phát triển rừng, đảm bảo chi tiêu giao quân năm 2019, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, triển khai xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chi tiêu kết nạp 200 đảng viên trong năm 2018. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, một theo dòng thời sự, thành phố Đà Lạt cần giải pháp nào giải quyết bài toán đầu đổ xe hiện nay? Diễn biến thời tiết phức tạp, giá hoa hồng tăng cao đột biến ở một số địa phương trong tỉnh. Do đặc thù địa hình đồi dốc, đường xá quanh co, nhỏ hẹp, không khuyến khích mở rộng các tuyến đường, nên phương tiện giao thông tận dụng vỉa hè, lòng lề đường để dừng đỗ, đón trả khách diễn ra phổ biến tại thành phố Đà Lạt.
Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Mặc dù thành phố Đà Lạt cũng đã quy hoạch các bến bãi đậu xe ô tô, song thực tế chưa đáp ứng được nhu cầu, khiến cho không gian đi bộ, lưu thông dưới lòng đường gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, ngành chức năng cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể nào? Mục Theo Dòng Thời sự hôm nay sẽ phản ánh và phân tích vấn đề này. Vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, lượng du khách và người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt khá đông. Thì việc tìm được điểm đậu xe là điều không hề đơn giản. Là địa bàn trung tâm của thành phố Đà Lạt, phường 1 hiện có 6 điểm giữ xe lớn nhỏ. Hầu hết các điểm giữ xe quy mô còn nhỏ hẹp, chủ yếu thiết kế dành cho các loại xe con 7 chỗ và các loại xe tải nhỏ. Chính vì vậy, các loại xe du lịch ngoài tỉnh từ 16 đến 45 chỗ có lòng chen chân vào những giờ cao điểm, nên buộc phải dừng đậu xe dưới lòng lề đường. Cái vị trí đặc thù của Đà Lạt mình nó lại khác ở các nơi khác, không thể mở rộng được. Nên chính vì vậy là kéo theo cái lượng khách du lịch, cộng theo phương tiện xe cộ, thì báo cáo anh là trên địa bàn phường hiện tại tính tới giờ phút này có khoảng độ trên 7 cái điểm giữ xe ô tô, và chủ yếu là giữ xe là dưới 16 chỗ, chứ những xe lớn hơn thì không thể đậu đỗ được. Chính vì vậy là liên quan đến vấn đề là cản trở gây ách tắc giao thông với một số xe không có bến bãi đậu đỗ, nên dẫn đến người ta là đậu dưới lòng đường có, vỉa hè có, ảnh hưởng đến về trật tự đô thị và trật tự mỹ quan đường phố. Thời gian gần đây, đặc biệt là vào dịp hè vừa qua đấy, cái lượng khách du lịch cũng như phương tiện các tỉnh khác đến Đà Lạt quá tải. Tuy nhiên thì cái bãi mà đậu xe mà thành phố mà bố trí để dành cho cái khách du lịch thì chưa đảm bảo đủ. Cho nên là diễn ra để xảy ra cái tình trạng là xe đậu đỗ không đúng nơi quy định, gây cái cản trở ùn tắc vào giờ cao điểm. Hiện nay, hệ thống giao thông tỉnh ở thành phố Đà Lạt còn nhiều bất cập. Quỹ đất dành cho quy hoạch hệ thống bến bãi để đậu xe còn khiêm tốn. Việc phân loại chức năng của từng bến bãi chưa rõ ràng, cũng như phương tiện tăng nhanh, nên vấn đề quản lý điều hành giao thông đô thị cũng đặt ra nhiều thách thức. Cái lộ giới của mình, cái mặt đường của mình nó quá hẹp, quá nhỏ. Còn cái yếu tố chủ quan thì rất nhiều để đưa đến vấn đề này. Thứ nhất là cái số lượng xe lên Đà Lạt của mình, cái thời gian vừa qua trong hè cũng như những cái thời gian cao điểm. Rồi vấn đề người tham gia giao thông là lấn làn, lấn tuyến. Hầu như là mọi người đều mong muốn, ai cũng mong muốn và người dân cũng mong muốn điều đấy. Cái vấn đề nó không phải là ở chỗ cái là cái lệ phí là bao nhiêu, nhưng mà cái vấn đề là đổ xe cho có bến, có đổ, có chỗ nơi đổ xe cho nó hẳn hoi để người ta đi người ta an tâm. Thì mình phải đi vòng vòng ấy, xong rồi thấy ở đâu có bãi đậu xe thì mới vào đó đậu, còn đến một địa điểm nào thì cũng cách mình xuống đó thì cũng không có được, tại vì ở ngoài đường thì phải đi tìm bãi đậu xe thôi, mà từ đó đi di chuyển tới cái chỗ mình muốn xuống thì cũng hơi xa, hơi khó khăn. Để tránh tình trạng dừng đậu xe không đúng nơi quy định và hạn chế ùn tắc giao thông, thành phố Đà Lạt đã triển khai cắm biển báo cấm đậu xe vào các ngày chẵn, ngày lẻ tại một số tuyến đường trên địa bàn như Phạm Ngũ Lão, Trần Lê, Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur, Nguyễn Công Trứ và đường Quang Trung. Bên cạnh đó, thành phố Đà Lạt cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp đặt các biển báo cấm một số loại xe không được vào các tuyến đường vào giờ cao điểm. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở, xử lý các trường hợp dừng đậu đỗ không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng lề đường, hè phố để kinh doanh buôn bán. Nói về lâu về dài, trước hết là một số tuyến đường trung tâm, thứ nhất là phải hạn chế, trước hết là phải hạn chế cái phương tiện có cái trọng tải lớn đi vào, nhất là vào giờ cao điểm. Thứ hai đó là phải bố trí cái bãi đậu xe để dành cho cái phương tiện mà ví dụ như là 40-50 chỗ ngồi, mà cũng là ưu tiên là bố trí ở vùng ven, không bố trí ở vùng trung tâm, thế sẽ gây ảnh hưởng cho cái công tác đảm bảo trật tự an toàn thông. Qua tìm hiểu, hiện nay thành phố Đà Lạt có 2 bến xe lớn và 30 điểm bãi đậu xe các loại với diện tích 6,4 hecta, sức chứa khoảng hơn 1.000 xe ô tô. Địa điểm thành phố Đà Lạt quy hoạch cho xe ô tô đậu đỗ chủ yếu tại 2 bến lớn là bến xe liên tỉnh và bến xe buýt Mai Anh Đào. 30 điểm bãi đậu xe còn lại tập trung tại các khu điểm du lịch, các trung tâm thương mại, chợ, các khách sạn lớn, các tuyến đường có lộ giới rộng.
Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các điểm bãi đậu xe này nằm cách xa trung tâm, khó khăn trong việc đi lại của các chủ phương tiện, nên vị trí nào còn trống là có phương tiện đậu đỗ. Để giảm áp lực về giao thông cũng như triển khai các giải pháp về bãi đậu đỗ xe trong mùa cao điểm, mục tiêu ngắn hạn đến năm 2020 mà ngành chức năng của tỉnh đặt ra, đó là phải dành tối thiểu từ 23 đến 25% quỹ đất cho hạ tầng giao thông. Trong đó, giao thông tỉnh tại các bãi điểm dừng đậu xe mới đạt từ 6 đến 7%. Cải tạo các cái nút giao thông. Hiện nay ví dụ như cái nút giao thông ở Phan Chu Trinh thì là thường xuyên kẹt vào cái giờ cao điểm. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu và cũng đề xuất là sẽ xây dựng một cái bục của công an để chỉ huy giao thông. Cái thứ hai thì mở rộng cái nút. Cái thứ ba di dời cái chợ để làm sao là khi xe qua đó thì không bị vướng. Tăng cường xây dựng các cái bãi đậu đỗ xe ở ngoại vi thành phố, không để đáp ứng cái nhu cầu là giải quyết cái xe trước khi vào thành phố, hay là tổ chức các cái phương tiện giao thông công cộng đi vào thành phố, hay là các cái loại hình giao thông, ví dụ thêm xe điện, monorail, hay là một số vị trí là làm ngầm, ví dụ vân vân, thì để làm sao giải quyết cái tình trạng giao thông của Đà Lạt nó một cách ổn định lâu dài. Theo Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, về lâu dài, vấn đề quy hoạch các bến xe vệ tinh tại khu vực Đông Bắc Đà Lạt, khu vực đèo Brent và hướng Tà Nung Lâm Hà lên thành phố Đà Lạt là điều cần thiết. Song song đó, nhằm giảm tải cho hạ tầng giao thông ở khu vực trung tâm, thành phố Đà Lạt cũng cần nghiên cứu một vài vị trí thích hợp để làm vịnh bãi đổ xe dọc Hội Xuân Hương. Cùng với đó, việc tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi đậu đỗ không đúng nơi quy định phải được triển khai một cách thường xuyên liên tục để người dân có chỗ đổ xe hợp lý. Từ đó sẽ giảm dần và không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm chỗ đổ xe tùy tiện như hiện nay. Trở lại với phần tin, theo ghi nhận từ các vườn hoa hồng và nông dân, thời gian gần đây tại địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, giá hoa hồng có xu hướng tăng mạnh và giữ ở mức cao. Hiện một cành hoa hồng đẹp bán tại vườn có giá trên 3.000 đồng một cành, tăng gấp 3 lần so với trước đây. Đối với các loại hoa hồng khác như hồng vàng, trắng, ánh trăng, cánh sen, son môi, dao động từ 2.500 đến 3.000 đồng một cành, tăng từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ của những năm trước. Trước đây, nông dân chuyên canh hoa hồng thường bán hoa theo hình thức hợp đồng với vựa thu mua, với giá ổn định quanh năm dao động từ 800 đến 1.200 đồng một cành. Nhưng nay khi giá hoa hồng tăng mạnh, nhiều nhà vườn bán theo kiểu cắt đếm cành hàng ngày. Một số nhà vườn chuyên trồng hoa cho biết, nguyên nhân khiến giá hoa hồng tăng mạnh là do vùng trồng hoa hồng của Đà Lạt vừa qua bị dịch bệnh do thời tiết, giống cây cũng đã già cỗi, khiến nhiều vườn đã phá bỏ lô hoa này chuyển sang cách trồng các loại hoa màu khác. Diện tích và số lượng hoa hồng sụt giảm mạnh đã khiến giá cả loại hoa này tăng mạnh và giữ mức cao trong thời gian qua. Theo ước tính thì hiện hoa hồng được trồng nhiều nhất tại huyện Lạc Dương và được cho là mang lại hiệu quả kinh tế ổn định hơn so với nhiều loại rau màu khác. Từ hiệu quả mô hình sản xuất thí điểm 5 hecta nếp quýt theo tiêu chuẩn Global Gap từ năm 2017 tại xã An Nhân, đến nay huyện Đà Tẻ đã cho nhân rộng mô hình này lên hơn 30 hecta. Theo ngành nông nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap đòi hỏi khắt khe về quy trình chăm bón, giống và điều kiện từng vùng đất. Qua sản xuất thí điểm, kết quả của mô hình này mang lại khá cao. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn huyện. Hiện sản phẩm nếp quýt Đà Tẻ được một số doanh nghiệp thỏa thuận liên kết thu mua xuất khẩu. Toàn huyện Đà Tẻ hiện có trên 730 hecta chuyên canh nếp quýt, được sản xuất chủ yếu tại xã An Nhân và thị trấn Đà Tẻ theo hướng Việt Gáp. Theo kế hoạch đến năm 2020, huyện Đà Tẻ sẽ xây dựng vùng chuyên canh nếp quýt lên tới hơn 2.000 hecta. Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người làm lỗi, trại giam Đại Bình thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 3 năm 2018. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại giam Đại Bình đã thông qua quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Theo đó, hội đồng xét giảm thời hạn án phạt tù đã quyết định giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho 264 phạm nhân, trong đó giảm tha 57 phạm nhân. Thời gian giảm chấp hành án phạt tù cho phạm nhân nhiều nhất là 24 tháng. Các phạm nhân này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy quy định trong thời gian chấp hành án, đã khắc phục bồi thường thiệt hại và được xếp loại thi đua đặc loại khá trở lên. Đây là điều kiện cơ hội cho các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tiếp theo. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác.
Chiều hôm qua, Sở Y tế Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt và phân công công tác bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2018. Theo đó, 13 tân bác sĩ đa khoa tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên niên khóa 2012-2018 đã được Sở Y tế bố trí công tác tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. Trong đó có 3 bác sĩ được phân công về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 4 bác sĩ được điều động về Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương 1 bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng 2 bác sĩ và Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà 3 bác sĩ. Được biết, từ năm 2008 thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng, tỉnh Lâm Đồng đã cử đi 198 bác sĩ dược sĩ theo địa chỉ sử dụng. Đến nay đã có 101 trường hợp tốt nghiệp về công tác tại địa phương. Theo đánh giá của ngành Y tế Lâm Đồng, các bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng sau khi tốt nghiệp đã được bố trí phân công công tác theo đúng với chuyên môn được học. Hầu hết đã đáp ứng được nhu cầu của từng đơn vị phân công, qua đó phát huy được năng lực chuyên môn trong công tác. Dịp này, Sở Y tế Lâm Đồng và Hội Khuyến học thành phố Đà Lạt cũng đã tặng thưởng cho 2 tân bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi niên khóa 2012-2018. Triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra 2.106 lượt cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn toàn tỉnh, lập 2.103 biên bản kiểm tra, 81 biên bản vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 81 trường hợp, số tiền 255 triệu đồng. Tiếp nhận và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy 157 công trình cơ sở, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy 79 công trình xây dựng đưa vào hoạt động, xác nhận điều kiện 112 cơ sở, kiểm định 113 hồ sơ phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Song song đó, tiến hành rà soát, thống kê, phân loại các loại hồ sơ theo từng chuyên đề nghiệp vụ, bổ sung tài liệu hoàn chỉnh để đăng ký, quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin về công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ thống kê nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an, điều tra khảo sát hệ thống giao thông, trụ nước chữa cháy, hồ đập trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Bảo Lâm và Di Linh, phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điều tra cơ bản đối với các cơ sở kinh doanh, các loại hình du lịch mạo hiểm, kinh doanh dịch vụ chuyên chở khách du lịch bằng phương tiện tàu, thuyền, cano trên địa bàn tỉnh. Phần tin trong nước và quốc tế, những hệ lụy từ lao động chui tại Hàn Quốc. Tìm ra công nghệ mới cảnh báo sớm bệnh đau tim. Sau 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, các chuyên gia đã cùng nhìn nhận lại những mặt đạt được và những mặt hạn chế. Nhưng làm thế nào để tiếp tục thu hút và học hỏi thêm từ các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn mới, khi cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành xu hướng cũng là một vấn đề đang được đặt ra. Với 29.400 dự án còn hiệu lực tính đến thời điểm 20 tháng 8 năm 2018, tổng vốn FDI chảy vào Việt Nam từ năm 1988 đến nay là hơn 403,04 tỷ đô la Mỹ. Bình quân vốn đăng ký một dự án là 13,7 triệu đô la Mỹ. Trong suốt 30 năm qua, nhà đầu tư nước ngoài đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Song doanh nghiệp nội địa lại chưa du nhập và tiếp thu được các công nghệ tiên tiến từ dòng vốn ngoại này. Một cái công nghệ mới được du nhập vào á, thì cũng chưa có một cái cơ quan nào đủ khả năng, đủ sức để đánh giá rằng đó là một công nghệ cao nhất chưa. Và làm thế nào để nó lan tỏa cho những cái doanh nghiệp khác ở trong nước á, để cho cái doanh nghiệp trong nước là có một cái sự liên kết và phát triển đồng bộ. Trong giai đoạn tới, theo các chuyên gia, Việt Nam cần phải đặt vấn đề tiếp tục thu hút nhưng có trọng tâm, trọng điểm hơn, gắn với quá trình cải cách, tái cơ cấu, gắn với cách mạng công nghệ lần thứ tư. Không chỉ chính phủ mà các địa phương và doanh nghiệp cũng cần chủ động để nắm bắt cơ hội phát triển song hành với chính doanh nghiệp FDI. Lao động anh mà vẫn bình thường như trước đây thì không thể nào không có được. Cho nên trong giai đoạn tới mà tôi thấy rằng nhà nước quan tâm trong lĩnh vực này để tiếp tục coi như vậy là đào tạo và đào tạo lại. Đào tạo, tiếp tục đào tạo lại để sử dụng lực lượng lao động này. Các doanh nghiệp Việt cần cải thiện năng lực quản lý cũng như mở rộng quy mô, làm tốt marketing để có thể vươn ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ với các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, logistics sẽ giúp các doanh nghiệp lớn mạnh để cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp FDI tại thị trường trong nước cũng như khi vươn ra nước ngoài.
with the international firms. Khi những tồn tại được khơi thông, thì các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước sẽ vẫn chảy vào Việt Nam, giúp tạo ra sự lan tỏa vùng miền, liên kết giữa doanh nghiệp ngoại và nội gắn với tăng trưởng xanh và công nghệ cao. Những năm qua, xuất khẩu lao động đã trở thành con đường làm giàu chính đáng, góp phần cải thiện cuộc sống của nhiều người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, sau khi hết hạn hợp đồng, nhất là những lao động tại Hàn Quốc không trở về nước theo đúng hợp đồng cam kết ban đầu, đã tác động không nhỏ đến bản thân người lao động, cũng như gây ra những hệ lụy tiêu cực khác cho xã hội. Huyện Vũ Thư là địa phương có số lượng lao động xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nhiều nhất của tỉnh Thái Bình. Nhờ có xuất khẩu lao động, cuộc sống của nhiều gia đình đã trở nên khá giả hơn. Đặc biệt, việc tuân thủ các quy định pháp luật về xuất khẩu lao động đã mở ra cho họ nhiều cơ hội được làm việc và mang lại thu nhập rất cao tại đất nước Kim Chi. Cháu thứ nhất thì nó đi hợp đồng lần đầu tiên. Thì là sau qua 4 năm 8 tháng thì cháu hết hợp đồng 1 thì cháu về nghỉ phép được 15 thì công ty cũ lại gọi cháu sang đấy để trực tiếp lại ký hợp đồng lần thứ 2. Anh em ngày lễ ngày Tết thì đi lại chơi bời thoải mái mà. Điều đáng nói là nhiều lao động không chấp hành nghiêm các quy định cam kết về xuất khẩu lao động. Nhiều người sau khi hết hạn hợp đồng đã không về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp và trở thành những lao động chui tại Hàn Quốc. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2018 đối với 4 huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trên 60 người. Đây không phải là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình lọt vào danh sách 12 tỉnh thành phố của cả nước có số lao động hết hạn hợp đồng không về nước. Hiện nay một số các cháu đi, có cháu đi đến 15 năm, các cháu đi đến 11, 12 năm nay thì các cháu lùi lại, không như vậy trở về địa phương. Thế thì cái hệ lụy tại sao mà các cháu đi như thế? Vì thực tế là cái vốn mà đi theo cái con đường như vậy không chính ngạch, là toàn con đường môi giới, nên các cháu bỏ cái phí lớn của gia đình và bản thân, cho nên là các cháu lùi lại. Chúng tôi cũng có nhận được các cái thông báo ở phía Hàn Quốc, phối hợp với cùng với gia đình, cùng với chính quyền địa phương có các cái giải pháp kêu gọi trực tiếp con em của mình sẽ về nước để mà thực hiện theo đúng cái hợp đồng lao động ấy, thì cũng mỗi năm cũng vài chục em. Nếu kéo dài, tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc sẽ làm méo mó hình ảnh lao động Việt Nam tại thị trường đầy tiềm năng này, đồng thời làm mất đi cơ hội của hàng trăm lao động khác có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc. Vì vậy, ý thức tuân thủ các quy định pháp luật giữa hai nước của người lao động là vấn đề mấu chốt để xuất khẩu lao động thực sự là con đường bền vững, hiệu quả, giúp nhiều lao động Việt Nam nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Cục Di trú và Cửa khẩu Singapore vừa thông báo triển khai thí điểm tờ khai nhập cảnh điện tử đối với du khách nước ngoài tại tất cả các cửa khẩu đường không, đường bộ và đường biển của nước này. Thời gian triển khai thí điểm sẽ kéo dài 3 tháng trước khi loại bỏ hoàn toàn tờ khai nhập cảnh bằng giấy theo mẫu in sẵn. Cơ quan chức năng Singapore sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số người trong số các du khách chưa điền tờ khai nhập cảnh bằng giấy để yêu cầu khai điện tử, sau đó lấy ý kiến nhận xét của họ. Các ý kiến nhận xét sẽ được Cục Di trú và Cửa khẩu Singapore tiếp thu, nghiên cứu và điều chỉnh để mang lại sự thuận tiện nhất cho du khách nước ngoài khi đến Singapore. Sau khi được triển khai đồng bộ, du khách nước ngoài trước khi đến Singapore có thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh, truy cập website của cơ quan chức năng nước này, khai sẵn thông tin và lịch trình chuyến đi của mình. Sau đó, khi đến cửa khẩu, du khách chỉ việc xuất trình hộ chiếu để làm thủ tục nhập cảnh. Nam Phi đang cải thiện được tình trạng thiếu nước sạch do hạn hán. Hôm qua, Hội đồng thành phố Cape Town thông báo từ ngày hôm nay, những hạn chế về việc sử dụng nước sẽ được nới lỏng. Thông báo cho biết những hạn chế về sử dụng nước sẽ được nới lỏng từ cấp 6B xuống cấp 5, có nghĩa là người dân được phép sử dụng không quá 70 lít nước một người một ngày, tăng từ giới hạn 50 lít trước đó. Mức nước tiêu thụ của toàn thành phố được nâng từ 450 triệu lít một ngày lên 500 triệu lít. Đồng thời, thành phố cũng sẽ áp dụng mức cắt giảm thuế tiêu thụ nước dao động từ 26,6% đến 70% trên 1 mét khối nước, tùy thuộc vào mức tiêu thụ của người dân. Theo Hội đồng thành phố Cape Town, mức tiêu thụ nước nói chung hàng ngày được nâng lên nhưng vẫn cần đảm bảo việc duy trì các nỗ lực nhằm tiết kiệm nước. Trước đó, tháng 2 năm 2018, do mức nước ở các đập thấp, Hội đồng thành phố Cape Town đã phải áp dụng mức độ giới hạn 6B với các quy định hết sức chặt chẽ về sử dụng nước trong sinh hoạt cá nhân, tổng lượng nước tiêu thụ của thành phố, nước phục vụ kinh doanh, sản xuất và thuế tiêu thụ nước.
các nhóm chuyên gia thuộc Đại học Oxford, Anh và các viện nghiên cứu của Đức, Mỹ vừa công bố phương pháp mới giúp chẩn đoán nguy cơ bị bệnh đau tim nhiều năm trước khi bệnh xuất hiện. Theo nghiên cứu được công bố, công nghệ mới sử dụng các thuật toán để kiểm tra lượng mỡ xung quanh các động mạch vành. Thông qua phân tích hình ảnh của lớp mỡ này xuất hiện trên chụp CT tim người xét nghiệm, khi động mạch bị viêm, lượng mỡ đó bị thay đổi và đóng vai trò như hệ thống cảnh báo sớm, cho phép dự đoán chính xác 30% các cơn đau tim sẽ xảy ra. Công nghệ mới giúp xác định hiện tượng viêm động mạch, dẫn đến tình trạng hẹp động mạch có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong 5 năm sau đó. Do đó, các bác sĩ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Dù nhóm nghiên cứu chưa ước tính được số lượng chính xác các cơn đau tim mà công nghệ mới có thể giúp ngăn chặn, nhưng các tính toán dựa trên nghiên cứu có thể đoán đúng từ 20 đến 30% các trường hợp bệnh nhân xuất hiện cơn đau tim đầu tiên. Nhóm phát triển hy vọng trong thời gian tới, Mỹ và châu Âu sẽ cấp chứng nhận đối với công nghệ này. Bệnh tim và đột quỵ là hai nguyên nhân tử vong lớn nhất trên toàn thế giới. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, niềm vui từ những kết quả trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đa Quyên, huyện Đức Trọng. Thưa quý vị và các bạn, Đa Quyên là xã có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, do có xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của huyện Đức Trọng, nhất là các tiêu chí trường học, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Thế nhưng, với sự quan tâm thiết thực của các cấp, các ngành, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân địa phương, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1689, công nhận và công bố xã Đa Quyên đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương cuối cùng của huyện Đức Trọng cán đích nông thôn mới. Ba công trình trường học, mẫu giáo Đa Quyên, trung học cơ sở Võ Thị Sáu, tiểu học Chơ Ré, được đầu tư đưa vào sử dụng, có phòng học và trang thiết bị, đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho con em tại địa phương. Hiện nay trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu đang được tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất với kinh phí 11 tỷ đồng. Tiến độ đảm bảo theo thời gian quy định. Người dân phấn khởi trước sự quan tâm của nhà nước trong việc xây dựng nhiều công trình mới phục vụ nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội. Các cái cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện như là Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đức Trọng thì có hỗ trợ cho xã là xây dựng mới 20 căn nhà tình thương. Rồi Quỹ vì người nghèo của huyện có hỗ trợ cho xã là sửa chữa 15 căn nhà tình thương. Và Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng có phát động trong công nhân lao động trên toàn huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng cho hỗ trợ cho xã là 30 cái công trình sản phẩm, nhà công trình nhà tắm, nhà vệ sinh. Thì đến nay là cộng với lại các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước như vậy thì cái bộ mặt nông thôn mới của Đa Quyên nói chung và đời sống của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Để đáp ứng nhu cầu giao dịch hành chính của người dân, xã Đa Quyên đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và tận tụy với công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Do không ít người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa am hiểu nhiều về các quy trình thủ tục khi giao dịch hồ sơ, nhất là hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, nên việc niêm yết công khai các quy trình thủ tục, hướng dẫn cách thức kê khai hồ sơ cho nhân dân được xã Đa Quyên chú trọng. Đội ngũ cán bộ công chức ở bộ phận cải cách hành chính luôn niềm nở và tôn trọng nhân dân. Các hồ sơ chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch được tiếp nhận và trả kết quả trong ngày. Các hồ sơ về chế độ chính sách được quan tâm và trả kết quả đúng thời gian quy định, không để hồ sơ quá hạn. Trong triển khai xây dựng nông thôn mới, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, xã Đa Quyên đặc biệt quan tâm nâng cao thu nhập cho người dân. Thay vì trước đây, đa phần người dân chỉ trồng được một số loại cây nhất định như cà phê, bắp, lúa, v.v. và chăn nuôi gia súc, thì đến nay, mỗi năm xã lại thực hiện chuyển đổi từ 1,5 đến 2 hectare đất lúa một vụ, kém năng suất, sang trồng các loại rau, hoa. Đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng với các loại cây như hồ tiêu, chanh dây, rau màu, v.v. Thực hiện chuyển đổi và ghép cải tạo những diện tích cà phê kém năng suất. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã có những kết quả tích cực. Hiện toàn xã có khoảng 30 hectare sản xuất theo hướng công nghệ cao, cho hiệu quả kinh tế vượt trội. Diện tích này không ngừng tăng nhanh qua từng năm, giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc thụ hưởng các chính sách của nhà nước, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã bằng nguồn vốn từ các chương trình 30A, 135 và từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 6,92%, giảm hơn 10% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 31,7 triệu đồng một người một năm, và dự kiến trong năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 35,2 triệu đồng một người một năm. Diện tích hồi trước là trồng cà phê, thấy nó thu nhập nó ít quá. Một năm thì được thu có một lần thôi, mà không được đạt hiệu quả cao. Mới trồng được cà chua này, trồng bực mới này đợt thay trái nó cũng sai trái nhiều lắm mà. Thì đi làm bên công ty thì cô cũng thấy ta làm cách làm thế nào cũng về áp dụng cho ông xã làm. Hai vợ chồng tự làm ở áp dụng luôn. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2018, huyện Đức Trọng đã huy động hơn 26,4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới tại Darwin. Trong đó, vốn chương trình nông thôn mới là 2 tỷ 650 triệu đồng, vốn lồng ghép là 3 tỷ 130 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 179 triệu đồng, vốn tín dụng là 13 tỷ 695 triệu đồng. Đặc biệt, nguồn vốn cho dân cư tham gia, đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động là 6 tỷ 785 triệu đồng. Với nguồn vốn này, huyện đã giải ngân cho xã tập trung xây dựng các hạng mục như phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đầu tư cải tạo lĩnh vực môi trường, xây dựng mới trường và lớp học, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, kiên cố hệ thống thủy lợi, hệ thống điện và hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Với những giải pháp và bước đi phù hợp, diện mạo nông thôn Darwin ngày càng chuyển biến rõ nét, thay đổi tích cực hơn. Bản thân tôi thì nhận thấy rằng qua cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì tôi thấy bộ mặt của thôn đã có rất nhiều cái sự đổi mới. Như hiện tại bây giờ là thôn cũng đã được đầu tư xây dựng đường bê tông nông thôn, rồi cũng được nhà nước cấp giống cây xanh để mà trồng làm cái hàng rào, ngoài ra còn tạo cho cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Thì bà con nhân dân cũng đã dần chuyển đổi một số diện tích cà phê mà cho năng suất thấp sang trồng cà chua, ớt, mát mát để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ một xã vùng sâu vùng xa với rất nhiều khó khăn ngày nào, xã Darwin đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành xã nông thôn mới. Niềm tự hào này cũng là thách thức lớn, đòi hỏi cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Darwin phải nỗ lực hành động, phát huy sự đồng thuận, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong thời gian tới thì về phía địa phương, chúng tôi là xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình lâu dài, không có điểm kết thúc và chúng ta cứ thực hiện để mang lại cái mục đích cuối cùng, đó là nâng cao đời sống của nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Thì về phía địa phương xác định là phải tiếp tục duy trì và nâng cao cái 19 tiêu chí đã đạt được, không xác định dừng tại một chỗ mà phải tiếp tục nâng cao và phát triển lên. Và ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục quan tâm đến cái mảng y tế giáo dục và các cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao. Các cuộc vận động thì tiếp tục vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động như toàn dân và cách xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, rồi các cái chương trình của hội đoàn thể. Tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của đảng bộ chính quyền và người dân nơi đây đã tạo nên thành công trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới và sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã Darwin trong những năm tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.